Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình, tiếp tục với bộ truyện Dũng Giả ích Nữ Ma Vương, chap 105, trò chuyện. Trước khi vào video có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm video hơn nhé. Cảm ơn, mãi yêu. Cô nàng Blanchett sờ tay lên con mắt phải bị bịch lại của mình nói, chuyện là như thế này. Bịch mắt mở ra, bất ngờ con mắt phải của cô nàng lại bị thay thế là cái đắc ghia. Blanchet còn chưa kịp kể tiếp sự tình, thì dây sau cái đắc ghia đa bị móc ra móc phun ra như suối lạc bình nhìn mà hết con bà nó hồn luôn móc móc ra rồi à elizabeth cầm đắc ghia trong tay nói đây chẳng phải là đắc ghia của hắc hội chứa đựng ma thuật hắc ám sao cô nàng tay ôm vết thương đang chảy máu nói tôi đã lấy đác ghia ra rồi vì vậy ngài có thể tin tưởng tôi nữ vương elizabeth lại chẳng tin lời của cô nàng mà sử dụng ma thuật cưỡng chế cướp đi ký ức Blanchet bị rút mất đi ký ức kèm theo đó là hiệu ứng mất đi sinh mệnh, giống như hai người chú boss và LEF. Elizabeth đáp lời, "Không thể, ký ức được rút ra bay về phía của Elizabeth." Blanchet mất hết sức lực mà ngã xuống, Lạc Bình đứng bên cạnh nhìn mà hoảng hốt quăng luôn cái chai nước a. À. Thấy anh nhà lúng túng, nóc nhà liền cầm lấy tay anh cho bình tĩnh lại, "À thật ra là để cho Lạc Bình xem chung ấy mà, phép thuật cũng được kết nối với Lạc Bình." Cô nàng nói lần này anh hãy xem nó với em còn lạc bình được elizabeth nắm tay thì con tim cứ đập loạn hết lên a à, ôi nhịp đập của tình yêu ha ha ký ức được hiện lên quay lại trước đó lúc đó những tộc trưởng đứng đó nhìn cây thiêng khô héo đã được bao quanh bởi những đắc ghia trên cành cây khô héo lại mọc ra những trái hắc ám và những trái đó cũng chính là đắc ghia mang sức mạnh của vực sâu hỗn loạn tên hề đưa tay hái trái trên cây xuống rồi liền cho vào miệng ăn phía sau những người dân của tộc tinh linh lại có phản ứng thoải mái sung sướng A. À. Bất ngờ từ đâu xuất hiện, tay cầm cây dìu chặt vào thân của cây thiêng, ai, tiếc là không phải cây dìu của Lạc Bình A. À. Dây sau một cái rễ cây liền bay tới, đánh vào ngay con mắt phải của Blanche mà cô nàng bị lại chẳng kịp né tránh. Chính vì vậy mà con mắt bên phải của cô nàng đã bị mất đi, tên hề lại lấy một cái đắc ghia tiến lại cô nàng. Hắn đã thả cái đắc ghia vào mờ á tê phải của cô nàng cái đắc ghia liền ký sinh và mắt của cô nàng sức mạnh hắc ám làm cho blanchet đau đớn la hét a a a do đó mà cô nàng đã bị tên hề khống chế thành thuộc hạ của mình đứng trước những đồng tộc cô nàng lại bị khống chế nói trong tháng này có tổng cộng 100 yêu tinh cấp cao đang phát triển ở vòng trong xin hãy nhận lấy và những tinh linh đó được số 24 đưa về quỷ giới đâm lây chết chóc để chót tên west làm thí nghiệm còn tộc tinh linh thì bị tên hề khống chế thành con rối ở trong tay tùy ý muốn làm gì thì làm còn những chuyện sau đó, từ lúc mời hai cha con chú Boss đến với sự thật của cây thiêng, rồi đến cái lúc mà bản thân cô nàng tập kích nhóm của Lạc Bình. Cả cái LUC sợ khi gặp phải Elizabeth, nhưng vì bị khống chế nên không thể nào mà làm khác được. Cho đến cái lúc mà cô nàng bị sự tức giận của Elizabeth tiễn về với thế giới bên kia. Blanchet với cả người là vết thương, cơ thể không còn hơi thở của sự sống. Sau khi Elizabeth rời đi, bất ngờ có một người đi tới và người đó lại là khí linh tứ quý 4 hoạt hình thành cung thủ cấp độ ngũ tinh ma vương hình dáng chibi giống như là tinh linh tay cầm cây cung phát ra những ánh sáng sinh mệnh màu xanh mũi tên mang theo sinh mệnh bắn vào người của cô nàng dây sau blanchet liền hồi phục tỉnh lại lát sau elizabeth và lạc bình cũng đã hiểu được mọi chuyện xảy ra ở đây và những người khác cũng đã hồi phục tỉnh lại cả nhóm ngồi lại thành vòng trên mặt đất elizabeth tay cầm bịch thạch hút mà tức giận mắng mẹ kiếp không thể tha thứ được. cô nàng nhìn anh mà hầm hầm sắc khí giận dỗi. anh đã hứa rằng tất cả mút con giác đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho em. anh vậy mà lại lấy nó và đưa nó cho người khác. à thì ra không phải giận chuyện của tộc tinh linh anh em ạ. À. lạc bình thấy nóc nhà giận dỗi mà dỗ. đừng giận, đừng giận mà. anh sẽ làm thêm nó cho em khi tôi về đến nhà. hãy để mọi người bổ sung thể lực trước đã. bên đây mấy thành viên được bắp tay cầm mút con giác mà hơi rung rung a. À. bố ơi cấp độ phép thuật của con sẽ tăng lên sau khi ăn món này này. Tất nhiên, cái này thuộc về lạc bình tiên sinh mà. Nhân tiện, tại sao ngài lại ở đây? Master, short master, bây giờ ta chỉ làm mọi việc cho dũng giả và ma vương. Từ giờ trở đi, xin đừng gọi tôi là short master. Đói quá, đói quá, tôi cảm giác như cơ thể mình bị rỗng tuếch, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bù đắp được. Blanchett đưa bốn lá bài lại cho LEF nói, Vốn dĩ cô ấy muốn dùng thân thể của tôi để bí mật giải cứu hai cha con các người, nhưng bây giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa. Hãy nói chuyện trực tiếp với nhau đi. Lif đưa tay nhận lại những lá bài. Lif thắc mắc hỏi, là tứ 4. thánh cung thủ. Cô nói nói chuyện trực tiếp là có ý gì? Bất ngờ hình ảnh của thánh cung thủ xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên ngước nhìn, mà lạc bình lại không thấy được mà khó hiểu a. À. Bóng dáng quen thuộc hình ảnh thân quen đập vào mắt của hai cha con chú boss, hai người nhìn thánh cung thủ ở trước mặt mà sừng sốt nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé, quét mã qr bên dưới góc trái màn hình để ủng hộ cho S một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ, à. cảm ơn, mãi yêu